kia là lối vào phó bản mỏ Tây Hải sao? Lâm Mặc Ngữ đi đến, thấy trước cổng vô số người đang bàn tán to nhỏ. Độ khó bình thường, 3-1, cần một vũ em. Đoàn đội tinh anh phó bản mỏ quặng, độ khó cấp ác mộng, có kỵ sĩ, pháp sư, thích khách, thiếu vũ em và hỗ trợ hệ khống chế. Độ khó bình thường, có pháp sư và trị liệu, cần một kỵ sĩ. Bọn họ đang bàn tán, thấy Lâm Mặc Ngữ cùng một con khô lâu đi đến thì có chút sửng sốt, ai nấy đều kiêng dè né đường. Đến trước lối vào, Lâm Mặc Ngữ thấy một bảng thông báo, yêu cầu hắn chọn một trong hai cấp độ của phó bản. Nhìn bảng thông báo này, Lâm Mặc Ngữ suy tư. Mặc dù không có độ khó địa ngục, nhưng độ khó bình thường cũng đã là quái vật tinh anh, mạnh gấp mấy lần quái vật ở bên ngoài. Trong độ khó ác mộng càng là quái vật tinh anh loại hình cường hóa, độ khó còn cao hơn. Nếu chọn loại bình thường thì cần khiên, chuyển vận và vũ em tổ đội, ác mộng thì cần ít nhất 5 người, đội hình xong hỗ trợ, xong chuyển vận. Mấy người xung quanh thấy Lâm Mặc Ngữ đứng nhìn bảng thông báo, liền dùng thuật chắc thám với hắn, nhưng mà không có hiệu lực. Có người thấy cậu dắt theo khô lâu liền hỏi. Chàng trai trẻ, cậu là triệu hoán sư sao? Hắn vừa hỏi, khô lâu đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn, tên này thấy ánh mắt khô lâu liền tái mét mặt mũi. Nghe người kia nói, mọi người liền xúm lại bắt chuyện với Lâm Mặc Ngữ. Chàng trai trẻ, cậu có muốn soát phó bản với chúng tôi không? Chúng tôi còn thiếu một người chuyển vận. Cậu hẳn là triệu hoán sư nhỉ, chuyển vận của triệu hoán sư cũng không tồi, có muốn hợp tác không? Bọn tôi là đội ngũ tinh anh, đánh độ khó ác mộng, nhặt được trang bị chúng ta chia đều. Lâm Mặc Ngữ không đáp, hắn thầm than trong lòng. Cũng may y tặng ta tấm huy hiệu ngăn trở, ngược lại bớt được không ít chuyện. Nghĩ một chút, Lâm Mặc Ngữ liền mở miệng trả lời. Không cần đâu, cảm ơn. Người khác nghe thì rời đi, Lâm Mặc Ngữ liền nhận được một thông báo, mời xác nhận lựa chọn độ khó ác mộng hay không. Không do dự nữa, Lâm Mặc Ngữ chọn độ khó ác mộng, sau đó được truyền tống đi vào. Một cột sáng truyền tống hiện ra trước mặt đám người, Lâm Mặc Ngữ bị hút vào trong đó. Bọn họ thấy liền thất thanh la lên. Cậu ta tiến vào phó bản rồi, một mình cậu ta tiến vào phó bản. Không, không phải chứ, cậu ta soát một mình, cũng quá tự cao rồi. Người anh em vừa dùng thuật chắc thám ơi, nói một chút thông tin của cậu ta đi, cậu ta cấp bao nhiêu, chức nghiệp gì. Không, không nhận được bất kỳ thông tin gì cả. Thế thì chờ xem cậu ta có thể sống sót đi ra hay không. Nói không chừng chỉ là một tên nhãi chỉ được cái mã ngoài nhìn thì dọa người, nhưng thực chất yếu như gà thì sao? Đám người ở bên ngoài đàm tiếu, Lâm Mặc Ngữ đã được đưa vào trong phó bản mỏ quặng. Hắn đứng trong một pháp trận bảo vệ, cảm nhận không khí ở đây một chút thì thốt ra. Mùi máu tanh nồng quá. Xem ra bước khỏi vòng tròn này sẽ bị quái vật phát hiện. Hắn chọn một con quái đứng ở gần đó xem thử. Con quái này là yêu tinh thủ vệ mỏ, nó cấp 14, chỉ số đều cao đến bất thường, thậm chí còn có kỹ năng gây choáng. Nhìn bảng chỉ số, Lâm Mặc Ngữ thầm than trong lòng. Không hổ là quái vật tinh anh loại hình cường hóa, thuộc tính cao hơn quái vật bình thường không biết mấy lần. Sức mạnh và thể lực đều cực cao, cho thấy lực tấn công và phòng thủ của nó đều cực kỳ biến thái. Chức nghiệp kỵ sĩ cấp 14 thuộc tính thể lực cũng chỉ từ 300 đến 400, hoàn toàn không đấu lại quái vật tinh anh loại hình cường hóa này. Nếu như không hợp tác tổ đội, chức nghiệp giả bình thường hoàn toàn không thể qua ải phó bản cấp ác mộng này. Nhưng thuộc tính của bọn chúng còn kém xa cốt binh của ta. Vừa phân tích, Lâm Mặc Ngữ vừa gọi đám khô lâu trong không gian triệu hoán ra. Đám khô lâu được gọi ra, xếp ngay hàng thẳng lối đứng sau Lâm Mặc Ngữ. Hắn bắt đầu tiến lên, đi ra khỏi vòng an toàn, bắt đầu công lược. Con yêu tinh đang đi ngang, khô lâu nhảy ra một kích đoạt mạng, Lâm Mặc Ngữ liền nhận được 4.200 điểm kinh nghiệm. Hắn nhìn số điểm này, ngạc nhiên tính toán. 4.200 kinh nghiệm, cao gấp 10 lần quái vật cùng cấp. Hay là nói, giết một con quái ở đây, tương đương với giết 10 con bên ngoài. Thấy được lợi ích phó bản, Lâm Mặc Ngữ liền chỉ huy khô lâu xông lên. Đám khô lâu như tàn ảnh, phóng ngang qua bên cạnh Lâm Mặc Ngữ. Nhìn tốc độ của chúng, Lâm Mặc Ngữ vui mừng. Giết quái cũng chỉ trong 1-2 giây, như vậy tốc độ luyện cấp của ta có thể nhanh lên không ít. Hắn vừa tiến lên, vừa ra lệnh cho khô lâu quét map theo bản đồ mà hắn đọc qua. Hắn muốn mỗi một góc, mỗi một đường, đều không thể bỏ qua một con quái nào. Sau một hồi đánh quái, Lâm Mặc Ngữ nhận được một đống lớn vật phẩm quái rơi. Và đã đủ kinh nghiệm để thăng cấp. Tính toán thời gian, Lâm Mặc Ngữ dùng chỉ 5 phút đi trong này đã lên cấp 11. Sau khi thăng cấp, tinh thần lực hoàn toàn hồi phục, có thể lại triệu hoán 4 cốt binh nữa. Không do dự, Lâm Mặc Ngữ lại gọi thêm 4 con khô lâu ra. Mọi chỉ số của Lâm Mặc Ngữ bây giờ đã lên 120, chỉ có tinh thần là 400, không gian triệu hoán vẫn giữ nguyên, tối đa là 100, số lượng khô lâu bây giờ là 56/100. Các kỹ năng của hắn bao gồm linh hồn hỏa diễm, triệu hoán cốt binh, di chuyển sát thương đều tăng lên cấp 11.
Chỉ có kỹ năng bạo liệt thi thể là vẫn cấp 1, các kỹ năng thăng lên cấp 11 đều được gia tăng thêm một chút uy lực, chỉ có nổ tung thi thể, thì tạo sát thương cho kẻ địch bằng 10% vụ nổ trong 1 mét. Nhìn bảng thông tin của mình, Lâm Mặc Ngữ suy tư. Sau cấp 10, thuộc tính cơ bản gia tăng càng lớn. Lúc trước, mỗi lần tăng cấp, sức mạnh, độ linh hoạt, thể lực đều tăng 10 điểm, bây giờ biến thành 20 điểm. Tinh thần lực lại tăng 100 điểm. Tùy theo từng lần thăng cấp, sự gia tăng thuộc tính sau này sẽ càng ngày càng lớn. Lâm Mặc Ngữ thăng cấp, đám cốt binh cũng được thăng cấp theo. Cốt binh cấp thanh đồng chỉ số cũ là 1.500 các loại, bây giờ đã tăng thành 1.700. Thuộc tính cơ bản của cốt binh tăng 20 điểm, sau khi phóng đại lên 10 lần, cuối cùng tăng 200 điểm. Thăng cấp xong, Lâm Mặc Ngữ lại đi trong đám khô lâu khó hiểu suy nghĩ. Tại sao tất cả các kỹ năng đều thăng cấp, chỉ duy nhất bạo liệt thi thể mới học được lại vẫn là cấp 1? Nếu như Ninh Y ở đây, có lẽ cô ấy sẽ biết. Nghĩ đến thân ảnh Ninh Y, Lâm Mặc Ngữ lại thở dài. Đồng thời, một bảng thông báo hiện ra, báo rằng đã dọn hết quái trước mắt, Lâm Mặc Ngữ ở cấp 11, đạt được 32,22% kinh nghiệm thăng cấp. Thấy thông báo, Lâm Mặc Ngữ không quan tâm, nhưng đang đi hắn lại bị một luồng gió lớn hất lùi lại làm hắn mở lớn mắt nhìn. Trước mặt của hắn, xuất hiện một con sói tinh đầu đàn, chỉ số cao đến 2000, kỹ năng gầm giống chặn đường. Nó phát ra uy áp khiến đám khô lâu và Lâm Mặc Ngữ bị đẩy lùi. Nhìn con sói cùng với chỉ số, Lâm Mặc Ngữ phán đoán, thuộc tính của đầu đàn đã đạt tới mức này, xem ra thuộc tính của boss cuối phó bản sẽ còn mạnh hơn nữa, mặc dù thuộc tính của ngươi cao hơn cốt binh của ta, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ có một mình. Lên! Lâm Mặc Ngữ gọi đám khô lâu xông lên chơi nó, dùng chiến thuật kiến đạp chết voi hành con sói đơn độc này. Nhận được mệnh lệnh, đám khô lâu đang bị uy áp đẩy lùi liền liều chết xông lên. Thấy khô lâu xông lên, con sói liền dùng kỹ năng gầm giống, tạo thành kình khí bao quanh cơ thể rồi tản ra. Đám khô lâu xông lên liền bị đẩy lùi rồi lại xông lên không ngừng. Nhìn cảnh này, Lâm Mặc Ngữ nghĩ, lấy thể lực của cốt binh, miễn cưỡng có thể chống lại đòn tấn công của Lang Vương. Thấy khô lâu áp sát được con sói, hắn liền cho chúng dùng kỹ năng cuồng nộ để tấn công. Con sói đen đuổi liền bị khô lâu mỗi nơi một nhát chém vào cơ thể, đau đớn gào rú lên. Lâm Mặc Ngữ đứng cách xa con sói, chỉ huy khô lâu tiến lên tấn công, cười châm chọc. Kẻ địch càng to béo, quân đoàn khô lâu ta càng thích, cấu rỉa đến khi nào chết thì thôi. Con sói bị thương, đánh trả khô lâu, hất văng chúng ra, nhưng lại bị đám khác bâu lấy. Nó hộc máu, dùng lượng lớn linh lực dùng kỹ năng gầm giống hất bay đám khô lâu ra. Lâm Mặc Ngữ đứng nhìn cảnh này, thở dài. Lực tấn công kỹ năng lần này, hiệu quả chấn động, ngược lại không tồi. Hất bay đám khô lâu ra, con sói liền co chân lên chạy, nó nhảy lên chui vào một cái hang. Lâm Mặc Ngữ nhìn nó chạy, không vội truy kích. Hắn nghĩ thầm, đầu đàn phó bản vậy mà còn biết chạy sao, hẳn là có mai phục nào đó. Nó chạy đi, Lâm Mặc Ngữ không truy kích, đám khô lâu liền đứng bất động chờ mệnh lệnh mới. Đồng thời, bên cạnh Lâm Mặc Ngữ, một cái cửa mở ra, bên trong có vô số đôi mắt màu đỏ nhìn ra. Thấy thế, Lâm Mặc Ngữ liền ra lệnh cho tất cả khô lâu lùi lại phía sau, một mình hắn đi vào. Chưa kịp tiến vào, đàn sói bên trong đã chạy ra, bao vây đường lui của Lâm Mặc Ngữ. Bọn chúng là sói giữ khu mỏ, mỗi con đều cấp 14, chỉ số chỉ có 600, ít hơn 1.400 so với con lang vương kia. Nhưng đám sói đông đúc này lại có kỹ năng cắn xé. Nhìn đám sói, Lâm Mặc Ngữ lùi vào trong đám khô lâu, hắn vừa lui vừa phân tích. Thuộc tính của đám sói này không cao, nhưng số lượng quá đông, ít nhất phải lên tới hàng trăm con. Chức nghiệp giả bình thường e rằng kể cả là tổ đội 5 người, cũng hoàn toàn không thể ứng phó với nhiều sói giữ khu mỏ như vậy. Phân tích thấy ok rồi, Lâm Mặc Ngữ liền ra lệnh cho khô lâu xông lên, hắn mỉm cười nói nhỏ. Nhưng mà ta là tử linh sư, đấu một mình thì ta không biết, còn một đám đánh một đứa thì ta là sở trường. Khô lâu nhận mệnh lệnh, liền lao lên hạ gục một con sói trong đàn sói này. Xong việc, khô lâu liền lui lại, Lâm Mặc Ngữ ra sân. Hắn vận khởi linh lực, sử dụng kỹ năng thi thể bạo liệt lên xác con sói vừa chết nãy. Lập tức, cái xác con sói như một quả bom nổ tung ra bốn phía. Thi thể bạo liệt sau khi được thiên phú thăng cấp, sát thương của nổ tung thi thể sẽ biến thành 100% lực sinh mệnh của sói dữ, kết quả chính là, nhiều sát. Đàn sói con này nổ lan con kia, cuối cùng cả đàn hóa thành mưa máu, Lâm Mặc Ngữ được cộng điểm kinh nghiệm không ngừng. Vụ nổ cuối cùng kết thúc, Lâm Mặc Ngữ đã tăng từ cấp 11 32,22% lên tới cấp 11 72%. Con lang vương khi nãy chạy đi, thấy đồng loại bị giết hại hết liền đi ra, gầm gừ với Lâm Mặc Ngữ. Lâm Mặc Ngữ thấy nó, liền nói lớn. Đối xử bình đẳng, ngươi cũng thưởng thức thử đi. Lâm Mặc Ngữ búng tay một cái, con sói vừa mới lao lên, mạch máu trong cơ thể nó liền nổ tung, máu me bắn ra đầy đất. Con lang vương bị hạ,
Lâm Mặc Ngữ đi đến móc tinh hạch của nó ra, nhìn viên tinh hạch lẩm bẩm. Mới có 15.000 điểm kinh nghiệm, chỉ tương đương với 5 con sói dữ, tỷ lệ chất lượng quá thấp, có điều vận khí của ta không tồi, vật phẩm rơi ra đều khá có giá trị. Xong xuôi, Lâm Mặc Ngữ lại tiếp tục tiến lên, hắn dùng một pháp thuật cơ bản soi sáng đường, vừa đi vừa tính toán. Dọn dẹp một đường dọc theo thông đạo, hẳn là rất nhanh có thể gặp được boss cuối cùng. Sau này soát phó bản cấp địa ngục, kinh nghiệm có lẽ sẽ càng nhiều. Hắn đi lên, Khô Lâu mở đường dọn quái nhỏ. Tính toán thời gian một chút, Lâm Mặc Ngữ lại suy nghĩ. Phó bản này trước sau đều là hơn một tiếng thăng một cấp. Dựa theo hiệu suất thế này, lại soát thêm vài lần nữa. Đừng nói là cấp 16, cấp 18, cấp 19 cũng có khả năng. Chị à, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt. Dọn một đường đến cuối, Lâm Mặc Ngữ liền gặp ngay một con yêu tinh khổng lồ nằm ngủ cuối đường. Nó là yêu tinh vương, một con quái vật cấp thủ lĩnh, đẳng cấp 16, chỉ số cao đến 3.000, kỹ năng bao gồm hỏa diễm phun trào, càn quét, chấn xóa. Nhìn bảng thông báo, Lâm Mặc Ngữ thầm than. Quả nhiên, thuộc tính của boss cuối, đặc biệt là sức mạnh và thể lực, cao hơn cốt binh rất nhiều. Thấy có âm thanh di chuyển, con yêu tinh liền mở mắt ra, đập vào mắt nó là vô số Khô Lâu cùng một người đứng trước mặt. Nó không cần do dự, cua lấy thanh đao của nó. Không cần biết địch hay bạn, nó liền bổ một đao thẳng về phía Lâm Mặc Ngữ. Bị trúng một đao, Lâm Mặc Ngữ liền được kỹ năng di chuyển sát thương đẩy sát thương qua cho Khô Lâu, còn bản thân hắn bị đẩy lùi. Con Khô Lâu nhận sát thương này, hộp sọ lập tức bị dạn ra, sau đó từ từ vỡ vụn. Cuối cùng, nó như là thủy tinh, hứng chọn một đòn, tan thành bụi bay đi. Kinh lực còn sót, lại chuyển rời qua con thứ hai, làm nó cũng tan tành theo. Lâm Mặc Ngữ đứng nhìn, thờ ơ nói nhỏ. Một đòn này của nó làm cốt binh của ta mất đi hai con. Cái thứ này đúng là kinh khủng. Hắn cho đám Khô Lâu còn lại dùng cuồng nộ xông lên tấn công, bản thân thì lùi ra quan sát rồi phân tích. Sau một hồi, Lâm Mặc Ngữ thở ra trong lòng. Ta hiểu rồi, thuộc tính của ta quá yếu. Thể lực 120 điểm. Trước mặt yêu tinh vương sức mạnh 3.000, lực phòng ngự quá yếu. Sát thương chuyển rời đi tự nhiên nặng hơn nhiều hơn so với bản thân cốt binh nhận được. Càng nghĩ, hắn càng ôm đầu cười khổ. Xem ra, bản thân ta là điểm yếu duy nhất, sau này phải tích lũy thể lực rồi. Mà bên chỗ Khô Lâu bây giờ, bọn chúng đang bị yêu tinh vương tàn sát cùng đẩy lùi. Yêu tinh vương cấp 16, thuộc tính 3.000, mà Khô Lâu cấp 11, thuộc tính 1.700. Chỉ số hoàn toàn áp đảo, Khô Lâu không ngừng bị đẩy lui. Lâm Mặc Ngữ ngước mắt ra nhìn cuộc chiến nghĩ thầm. Xem ra, với sức mạnh bây giờ của cốt binh, không thể đối kháng trực diện với boss, có điều, ta có một quân đoàn cốt binh, ta không tin kiến đẻ mãi mà voi không chết. Nghĩ thế, Lâm Mặc Ngữ lại triệu hồi cốt binh, đồng thời ra lệnh cho đám còn lại xông lên hết. Đám Khô Lâu bị đánh chết, Lâm Mặc Ngữ lại triệu hồi bổ sung. Nhìn tình hình này, cứ tiếp tục thêm một thời gian, quân đoàn cốt binh của Lâm Mặc Ngữ sẽ giày vò chết con boss cuối này. Bị thương đến một mức độ, con boss liền tung kỹ năng của nó. Nó cả người phát sáng, nhảy lên thoát khỏi đám Khô Lâu bao vây. Đạt đến một độ cao nhất định, nó liền đáp xuống. Đây là kỹ năng chấn xóa của con boss này, quét sạch kẻ địch xung quanh bản thân. Nhìn khí thế này, Lâm Mặc Ngữ thầm than. Kỹ năng chấn xóa này mạnh hơn rất nhiều so với gầm giống của sói vương. Nhưng nó vừa hạ được một bộ phận Khô Lâu, Lâm Mặc Ngữ lại bổ sung quân số. Nó đành phải dùng kỹ năng thứ hai, hỏa diễm phun trào để phòng thủ. Hỏa diễm quét qua, Khô Lâu liền tan biến theo ngọn lửa. Thấy thế, Lâm Mặc Ngữ liền thu Khô Lâu về lại không gian triệu hoán. Hắn muốn giảm thiểu quân số tổn thất, đồng thời cắt ngang kỹ năng của con boss này. Con boss vẫn cứ phun lửa ra, nhằm vào mấy con Khô Lâu chưa quay về không gian triệu hoán, làm chúng bỏ chạy khắp nơi. Tranh thủ cơ hội này, Lâm Mặc Ngữ liền dùng kỹ năng linh hồn hỏa diễm, ẩn nấp vào trong ngọn lửa của con boss, tấn công ngược lại nó. Bị trúng chiêu của Lâm Mặc Ngữ, con boss bị ngọn lửa thiêu đốt, nó ôm đầu gào giống. Đồng thời, Lâm Mặc Ngữ lại thả Khô Lâu ra, dùng cuồng nộ xông lên chém chết nó. Bị thương linh hồn, thể xác thì vạn đao bầm thây, con boss rất nhanh rơi vào tình trạng mất khống chế, bị vạn kiếm xuyên tâm. Yêu tinh vương chết, Lâm Mặc Ngữ nhận được 40.000 điểm kinh nghiệm, cùng một số vật phẩm khá quý đi kèm, trong đó có tinh hạch của yêu tinh vương. Nhận được mới điểm này, Lâm Mặc Ngữ đã lên đến cấp 12, hắn thở phào trong lòng. Duy trì linh hồn hỏa diễm, tinh thần lực của ta cũng cạn kiệt rồi, cũng may thăng cấp có thể hồi phục tinh thần lực, kiểm kê xong chiến lợi phẩm, là có thể ra khỏi phó bản. Mặc lên cái áo con boss rơi ra, Lâm Mặc Ngữ nghĩ thầm. Mặc dù tử linh sư cũng coi như chức nghiệp pháp sư, có điều kỹ năng của ta và pháp sư không giống nhau, nếu như không tồn tại thời gian hồi chiêu, pháp bảo này dường như không có tác dụng gì. Tinh thần và thể lực mỗi thứ tăng 10 điểm, cũng được.
móc viên tinh hạch của yêu tinh vương ra ngắm nghía, Lâm Mặc Ngữ thì thào. Viên tinh hạch này có thể đổi được 10.000 kim tệ ở sàn giao dịch, còn đáng giá hơn nhiều hai món trang bị kia, thu hoạch của phó bản này không tồi. Cất đi viên tinh hạch, Lâm Mặc Ngữ lại tiếp tục triệu hoán thêm 4 con khô lâu ra nữa. Hiện tại không gian triệu hoán của hắn đã lên tới 60/110. Đi một hồi, Lâm Mặc Ngữ quay về cửa truyền tống. Hắn quyết định ra ngoài, nói ra khẩu lệnh truyền tống. Thấy pháp trận có người đi ra, đám người đứng xem nãy giờ liền tập trung nhìn vào, bàn tán sôi nổi. Cậu ta ra rồi. Không ngờ cậu ta lại có thể sống sót đi ra. Các người nhìn đồ của cậu ta có giống pháp bảo tri thức không? Lẽ nào cậu ta thực sự soát phó bản một mình rồi? Không thể tin nổi, nhìn cậu ta trẻ như vậy, không ngờ lại là một đại lão, có thể soát phó bản một mình. Đúng vậy, đúng là pháp bảo tri thức. Mặc kệ đám người bàn tán, Lâm Mặc Ngữ đi qua nghĩ thầm. Thời gian hồi chiêu của phó bản là 12 giờ, kinh nghiệm cày được từ dã quái quá ít, giết mười mấy con bằng một con trong phó bản. Đợi lần tiếp theo mở phó bản đi, vừa vặn nhân khoảng thời gian hồi chiêu này thiền định hồi phục một ít tinh thần lực. Rời khỏi đám người, Lâm Mặc Ngữ đi đến một vùng trống vắng, ngồi dưới gốc cây suy nghĩ. Phó bản lần này không chỉ giúp ta tìm thấy điểm yếu lớn nhất của bản thân, cũng giúp ta hiểu được phạm vi sử dụng của kỹ năng. Bạo liệt thi thể dùng rất được, quả thực là kỹ năng quần công vô song. Linh hồn hỏa diễm không chỉ có thể cắt ngang kỹ năng của kẻ địch, mà tinh thần tấn công coi thường phòng ngự cũng cực kỳ mạnh, bót cấp ác mộng cũng khó có thể chịu được. 12 tiếng sau, Lâm Mặc Ngữ mở mắt ra, hắn tính toán trong lòng. Tinh thần lực gần như đã hồi phục hoàn toàn, có thể triệu hoán 4 cốt binh lần nữa. Nghĩ thế, Lâm Mặc Ngữ cất bước quay lại phó bản, nhìn những người ở đây cắm trại, hắn nghĩ thầm. Những người đó thường lăn lộn trốn hoang dã, kinh nghiệm ngược lại rất phong phú, chuẩn bị cũng đầy đủ. Nghĩ đến đám người lang bạt này, Lâm Mặc Ngữ lại nghĩ đến Ninh Y. Hắn nghĩ về cô thì mỉm cười, người ta ra ngoài thì đủ đồ ăn uống, bà cô này thì như bị bỏ đói lâu năm. Suy nghĩ một hồi, Lâm Mặc Ngữ đã đi đến trước đám người, nhìn bọn họ, hắn có chút ngạc nhiên nhìn. Ở đây, đang xảy ra một cuộc cãi cọ. Công hội Vương Triều, các ngươi cũng quá bá đạo rồi, dựa vào đâu mà không cho bọn ta tiến vào phó bản? Đúng vậy, dựa vào đâu, phó bản lại không phải của công hội Vương Triều các ngươi. Bọn ta tiến vào phó bản cũng không ảnh hưởng tới các ngươi. Nghe đám người phẫn nộ gào lên, một người có chức nghiệp pháp sư, bước lên trước giải thích. Thiếu hội trưởng của chúng ta đang hoàn thành nhiệm vụ trong phó bản, trước khi nhiệm vụ của ngài ấy hoàn thành, các ngươi đều không thể tiến vào phó bản. Nghe hắn nói, đám người gào thét to hơn. Dựa vào cái gì, công hội Vương Triều các ngươi thực sự quá bá đạo. Thấy đám người gào lớn hơn, tên pháp sư này quát lên. Ồn ào. Hắn dùng gậy phép, bắn ra một cột lửa khổng lồ vào tên hét to nhất. Bị cột lửa đánh vào, tên đen đủi này bị đẩy lui, ngã cái rầm vào một mỏm đá. Mọi người xung quanh thấy, đi đến kiểm tra thì phát hiện hắn chết rồi. Đám người này liền run rẩy chất vấn. Sao các ngươi có thể tùy tiện giết người? Thấy đám người này run rẩy, đám người công hội này mới ngạo nghễ nói lại. Chức nghiệp giả hèn hạ này, giết thì có làm sao, có gan thì tới công hội Vương Triều báo thù, hoan nghênh tới lúc nào cũng được. Đám người chưa biết làm sao, đúng lúc này, Lâm Mặc Ngữ đi đến hỏi. Chuyện gì thế? Thấy hắn cùng khô lâu bên cạnh, đám người này liền nhớ đến hắn là người lúc sáng soát phó bản một mình. Nghĩ rằng hắn có thực lực, bèn bắt đầu kể nhỏ. Là như vậy, công hội Vương Triều cần tinh hạch của yêu tinh, mà tỷ lệ rơi của tinh hạch này rất thấp, chỉ có phó bản cấp ác mộng mới có mấy phần xác suất rơi ra, hơn nữa, 100 ngày mới rơi một lần. Hôm nay vừa vặn cách lần rơi trước 100 ngày, cho nên bọn họ đều tự mình ra tay. Bây giờ thiếu hội trưởng đang làm nhiệm vụ trong phó bản, không cho chúng ta vào. Nhiệm vụ của sàn giao dịch đó, thực ra đều do công hội Vương Triều tuyên bố, chỉ là vẫn luôn không có ai có thể hoàn thành. Nực cười, tinh hạch của yêu tinh ít nhất cũng trị giá 3 vạn kim tệ. Bọn họ bỏ ra 1 vạn mà muốn thu mua, chỉ có đồ ngốc mới bán cho bọn họ. Nghe tên này kể lại, Lâm Mặc Ngữ nhớ đến viên tinh hạch yêu tinh mà mình lấy được, trùng hợp như vậy sao? Nghĩ thế, Lâm Mặc Ngữ liền mở lời hỏi hắn. Tinh hạch này có tác dụng gì? Nghe hắn hỏi, tên kia liền nhanh chóng trả lời. Tinh hạch của yêu tinh vương có thể giúp luyện kim sư gia công thành nhẫn yêu tinh vương. Toàn bộ thuộc tính tăng 10, tất cả kỹ năng đều thăng một cấp, cấp 15 là có thể sử dụng, được xưng là đồ trang sức mạnh nhất dưới cấp 40. Nghe hắn nói, Lâm Mặc Ngữ nhớ đến một cái nhẫn mà hắn từng học qua. Nhẫn yêu tinh vương, toàn bộ thuộc tính cộng 10, tất cả kỹ năng tăng một cấp, yêu cầu cấp 15, thuộc tính mạnh như vậy, quả thực rất lợi hại, đối với chức nghiệp giả tân thủ mà nói. Quả thực giống như sự tồn tại của thần. Đang nhớ lại thì tên kia lại nói tiếp. Nghe nói, thiếu hội trưởng công hội Vương Triều muốn thi vào học viện Hạ Kinh, cho nên nhất định phải lấy được trang bị này. Công hội Vương Triều không thiếu luyện kim sư, tất cả các nguyên liệu khác đều đã chuẩn bị xong,
chỉ thiếu tinh hạch của yêu tinh vương mà thôi. Lâm Mặc Ngữ nghe được đáp án mình muốn, hắn mặc kệ tên kia luyên thuyên, tiếp tục bước đi. Trong lòng nghĩ thầm, để ý cái công hội kia làm gì, cản trở ta luyện cấp là không được. Thấy Lâm Mặc Ngữ tiến lên, tên này hoảng hốt la lên, này, anh đi đâu đấy, mau về đi, chúng ta không chọc nổi công hội vương triều đâu. Anh sẽ chết đó. Lâm Mặc Ngữ đi đến, thấy đám người công hội vẫn đang giày xéo một tên xui xẻo khác, không ngừng chửi rủa hắn. Không phải người công hội mà cũng dám nhảy nhót trước mặt ta, người cũng muốn chết à, lần sau đừng có xuất hiện trước mặt công hội vương triều, biết chưa? Mặc kệ đám công hội đang lập uy, Lâm Mặc Ngữ vẫn cất điều bước đi lên. Đứng trước mặt đám người công hội, hắn ánh mắt sắc lạnh, lời nói như là ma quỷ đòi hồn cất lên. Tránh ra, các ngươi đang làm phiền ta luyện cấp đấy. Nghe thấy lời Lâm Mặc Ngữ thốt ra, tên pháp sư liền đá cái xác tên xấu số kia đi, chửi ầm lên. Thằng nhãi, não ngươi bị yêu tinh đánh hỏng rồi à? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Đáp trả cho câu hỏi của hắn là Lâm Mặc Ngữ cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh thốt ra hai chữ. Tránh ra. Thấy thái độ Lâm Mặc Ngữ kỳ lạ, tên pháp sư liền dùng thuật chắc thám kiểm tra, thấy cấp độ của Lâm Mặc Ngữ thì mỉa mai hắn. Hóa ra là một con gà còm cấp 12, nghe không hiểu tiếng người à? Đánh dã quái thì còn được, vào phó bản cái gì? Tử linh sư, hừ, chưa từng nghe qua. Thấy hắn nói toạc ra cấp độ của Lâm Mặc Ngữ, đám người xung quanh cũng hết hy vọng, liên tục khuyên ngăn hắn. Mau trở về đi, công hội vương triều không nói đạo lý, bọn họ sẽ thực sự giết người đó. Khác với đám người, tên pháp sư sau khi mỉa mai, nhìn vào ánh mắt Lâm Mặc Ngữ thì có chút hoảng sợ trong lòng. Ánh mắt của tên tiểu tử đó, sao lại khiến cho ta cảm thấy bất an? Sao thằng nhóc này nghe danh công hội mà lại không sợ? Tuy sợ hãi, nhưng hắn là người đứng đầu nhóm này, thua sức mạnh không thể thua khí thế. Hắn liền vận kỹ năng chuẩn bị tấn công, gào lên đe dọa. Thằng nhóc thối, đây là ngươi tìm chết, dám bước lên một bước nữa ta sẽ giết ngươi. Đối mặt với đe dọa của hắn, Lâm Mặc Ngữ vẫn bước đều tiến lên, không để tâm lời đe dọa của hắn. Thấy thái độ kỳ lạ đó, cả đám ai nấy đều căng thẳng, tên pháp sư ra lệnh. Giết chết nó. Nghe câu này, khô lâu của Lâm Mặc Ngữ liền xông lên tấn công. Tên pháp sư liền đổi tấn công thành phòng thủ, ở trong màn chắn mỉa mai. Thằng nhãi cấp 12, cho dù ta đứng yên cho ngươi đánh, ngươi cũng không phá nổi tấm bảo vệ năng lượng của ta. Khô lâu lao lên, một đao bổ xuống, màn chắn liền bắt đầu dạn vỡ. Tên pháp sư bây giờ mới hoảng sợ trong lòng. Hắn không hiểu đây là vật triệu hoán gì, sao lại có lực tấn công mạnh như thế. Tấm bảo vệ năng lượng của hắn có thể chịu được 5 lần tấn công của chiến binh cùng cấp, bây giờ nhiều nhất chỉ có thể đỡ một lần. Thấy thế, khô lâu bắt đầu dùng kỹ năng cuồng nộ, lại giáng một đao nữa. Thấy khô lâu như thế, tên pháp sư gào hét trong lòng. Không, nếu đòn tấn công này giáng xuống, tấm bảo vệ năng lượng sẽ bị phá vỡ. Ta sẽ chết. Tử thần đe dọa, hắn liền hủy đi màn chắn, dùng vành đai lửa hất khô lâu lùi ra. Tranh thủ cơ hội sống sót dưới lưỡi hái tử thần này, hắn lui vào trong đám người công hội quát lên. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không xông lên đánh. Nghe lệnh, một tên kỵ sĩ liền xông lên đấu với khô lâu, hắn kiêu ngạo nói lớn. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, xem ta đâm vật triệu hoán buồn nôn của ngươi thành cho bụi đi. Nhưng gáy sớm ăn gì, hắn lao vào khô lâu, liền bị khô lâu hất tung bật lùi lại. Tên kỵ sĩ giờ mới ngạc nhiên lẫn hối hận thốt ra. Ta là kỵ sĩ, điều này làm sao có thể? A, à, ta không cam tâm. Khô lâu không do dự, hất hắn bật lùi thì liền lao lên đòi mạng hắn luôn. Thấy tử thần hỏi thăm sức khỏe mình, tên kỵ sĩ này liền gào lớn lên với đồng bọn. Giết triệu hoán sư. Chỉ cần giết cậu ta, vật triệu hoán sẽ tự động biến mất. Nghe lời nhắc nhở của tên kỵ sĩ, một tên chức nghiệp cung thủ liền dương cung, nhắm vào Lâm Mặc Ngữ, kiêu ngạo nói. Dám khiêu khích công hội vương triều, đi chết đi. Để phòng vạn nhất, một cô gái khác cũng chức nghiệp cung thủ, bắn tên theo tên cung thủ đó. Mấy mũi tên ầm ầm lao đến, trên đường bay qua để lại kinh lực thổi tung đất đá. Đám người xung quanh thấy liền lùi lại hô lớn với Lâm Mặc Ngữ. Cẩn thận, mau trốn đi. Nhưng Lâm Mặc Ngữ vẫn đứng im ở đó. Mũi tên sắp đến người hắn, Lâm Mặc Ngữ liền triệu hoán ra thêm mấy con khô lâu. Khô lâu vừa ra, lập tức xông lên chặn mấy mũi tên này lại, không để lọt cái nào. Nhìn cảnh này, hai người có chức nghiệp cung thủ đều ngây người. Mắt thấy hai con khô lâu đang liều chết xông lên, tên pháp sư liền lùi lại cảnh báo đồng bọn. Cẩn thận, hắn không chỉ có một vật triệu hoán. Hắn gọi một người chức nghiệp kỵ sĩ xài khiên lên, kêu hắn chặn lại đòn tấn công của hai con khô lâu này. Hắn lui lại sau, sử dụng kỹ năng, hỏa xà cuồng vũ. Nhìn chiêu thức này, đám người xung quanh xôn xao bàn tán. Chết tiệt, đây là kỹ năng hy hữu mà pháp sư cấp 20 mới có thể học được. Đây là kỹ năng tấn công mạnh nhất của pháp sư, cậu ta gặp rắc rối rồi,
chỉ có 1/3 pháp sư có thể nắm giữ hỏa xà cuồng vũ. Mặc kệ chiêu thức rực rỡ trước mặt, Lâm Mặc Ngữ vẫn từ từ tiến lên. Hắn đi một bước, một con khô lâu liền nhảy ra, sau lưng là biển khô lâu lo nhoi chui ra từ không gian triệu hoán. Vừa sợ vừa cầu nguyện trong lòng, tên pháp sư đặt cược đòn tấn công này, giết chết Lâm Mặc Ngữ trước khi khô lâu chắn lấy, vì hắn lên trước hứng đòn mà khô lâu lại tránh phía sau. Hỏa xà lao đến, nổ tung giữa biển khô lâu, mục tiêu vụ nổ chính là Lâm Mặc Ngữ. Nổ tung kết thúc, khô lâu từ trong lửa xông ra, ầm ầm lao lên tấn công. Nhìn cảnh này, tên pháp sư biết hắn đã cược sai rồi. Hắn tái mét mặt đối đầu với khô lâu, một con đã không đánh lại được, giờ số khô lâu vượt qua nhân số bọn họ rồi, cái này là định sẵn tàn sát đám người họ. Tên pháp sư thấy khô lâu ngập trời lao đến, với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, hắn liền kêu gọi đám người bày trận nghênh địch. Đám người công hội tổ đội bày trận, chỉ số của cả đám ai nấy đều tăng lên, khô lâu xông lên cũng có cảm giác chậm chạp lại. Tên pháp sư đứng ở đầu trận, hắn cắn răng điều khiển. Chức nghiệp hỗ trợ, tăng cường. Nghe mệnh lệnh, các người có chức nghiệp phụ trợ liền bắt đầu búp chỉ số cho người chủ chiến. Nhìn thấy thế, tên pháp sư đắc ý trong lòng. Kinh nghiệm của công hội chúng ta rất phong phú, phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Công hội vương triều chúng ta là vô địch. Thấy đám người kia nghiêm túc tấn công, Lâm Mặc Ngữ ngoái đầu lại nói với đám người xung quanh. Các người cách xa ra, không tránh chết đừng hỏi. Đám người nghe liền run rẩy đồng ý lùi lại. Đám người lùi lại rồi, Lâm Mặc Ngữ bắt đầu dùng kỹ năng, linh hồn hỏa diễm. Bên chỗ công hội, một tên cung thủ cũng đang nhắm chuẩn lấy Lâm Mặc Ngữ, chuẩn bị tấn công. Hắn đang nhắm Lâm Mặc Ngữ, đột nhiên cả người bốc cháy lên ngọn lửa xanh, làm hắn đau đớn gào hét lên. Thấy thế, đám người xung quanh liền gọi trị liệu thuật đi đến trị liệu cho hắn. Trị liệu thuật vừa chiếu xuống, ngọn lửa đang cháy liền bị dập tắt. Nhìn thấy vậy, tên pháp sư kiêu ngạo nói, không hổ là thành viên của công hội vương triều. Thuật trị liệu rất đúng lúc, nhưng mà chỉ có người trị liệu nhận ra, ngọn lửa này chưa trị liệu đã tắt rồi, đối tượng trị liệu cũng đã chết rồi. Sau một giây, tên cung thủ được trị liệu đó liền ngã xuống. Tên pháp sư giờ mới hoảng sợ ngây người. Tên cung thủ này nằm trên đất, tên pháp sư ngây người, hắn khổ sở tự hỏi trong lòng. Công hội vương triều chúng ta, lẽ nào thực sự bị một người vây giết sao? Trả lời cho câu hỏi của hắn là Lâm Mặc Ngữ cùng khô lâu không ngừng tiến lên, như là Diêm Vương cùng tay sai đi đến đòi mạng. Đối mặt với cái chết, tên pháp sư đánh cuộc lần cuối. Hắn gọi đám người tập trung lại, tấn công vào mỗi Lâm Mặc Ngữ thôi. Tranh thủ cho đám người kia, một tên kỵ sĩ cầm khiên lao lên, dùng kỹ năng phòng ngự cực hạn chống đỡ đám khô lâu. Nhưng khô lâu lại không đánh thường, khô lâu cũng chơi kỹ năng cuồng nộ để tấn công. Vừa ăn một hai đòn thì cái khiên này không chống đỡ nổi. Thấy tên châu nhất đội sắp chết, tên pháp sư liền chỉ huy người lên chi viện, tăng cường phòng ngự. Nhưng mà chi viện chưa thấy, màn chắn của tên kỵ sĩ đã vỡ vụn. Kèm theo đó là một đốm hỏa diễm mà Lâm Mặc Ngữ gửi tặng bay đến trước mặt hắn. Chưa kịp làm cái gì, hỏa diễm bám vào linh hồn, thiêu đốt hắn đến điên loạn. Khô lâu cũng không rảnh chờ hắn kêu gào, mỗi con một đao băm hắn thành thịt vụn. Nhìn thấy cảnh này, tên pháp sư sợ hãi tột độ, đội hình hoàn hảo của hắn vậy mà đã mở ra một lỗ hổng khổng lồ rồi. Trong lòng hắn gào hét điên cuồng. Chạy, tên nhãi kia hoàn toàn không phải là người, không chạy chính là chết hết. Nhưng hắn đang còn hoảng sợ. Đám khô lâu đã giơ nanh múa vuốt đi lên tấn công đám còn lại. Như là hiểu ý đồ của tên pháp sư này, Lâm Mặc Ngữ đứng trong đám khô lâu nói vọng ra. Muốn chạy sao, đáng tiếc là không kịp nữa rồi. Khô lâu lao lên, chém giết đám người cố chấp phòng thủ chỗ này. Lâm Mặc Ngữ đứng ở phía sau, dùng bạo liệt thi thể kích nổ mấy cái xác bị khô lâu giết. Tên pháp sư không né tránh được khô lâu ngập trời, cũng bị chúng đánh bay đi. Sau khi được thiên phú nâng cấp, phạm vi của kỹ năng bạo liệt thi thể đã mở rộng đến 10 mét. Đồng thời tạo thành sát thương 100% giá trị sinh mệnh của thi thể. Sinh mệnh của kỵ sĩ cũng là thứ nhất thứ nhì trong tất cả các chức nghiệp, lấy 100% giá trị sinh mệnh của kỵ sĩ làm tiêu chuẩn, hẳn là không ai có thể sống sót. Đám người bị dính chiêu, người này đến người kia nổ tung. Một tên đang dính bạo liệt thi thể, không cam tâm nổ tung, chạy đến cầu cứu tên pháp sư. Nhưng chưa kịp đến nơi, hắn đã bị nổ tung, máu tươi tưới lên mặt tên pháp sư. Nhìn tên này tên khác đã dính chiêu còn lao lên mình. Tên pháp sư lùi lại gào hét. Không. Sau một lát, uy lực các vụ nổ cũng tiễn tên pháp sư đi chầu ông bà luôn. Lâm Mặc Ngữ tiến lên, liền bị máu bắn lên mặt. Một chút máu này, không đủ để hắn thay đổi sắc mặt, hắn liền lấy tay quẹt đi. Sau đó, ung dung bước vào trong phó bản khu mỏ cấp ác mộng. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, dùng bạo liệt thi thể một lần nữa, làm các thi thể nổ chưa thành cho đều phải tan thành cho. Sau khi Lâm Mặc Ngữ vào phó bản rồi, đám người bên ngoài mới hoảng sợ bàn tán. Thật sự không còn một người nào cả, ngay cả thi thể cũng bị hủy rồi. Hủy thi diệt tích, thật sự quả thực là tàn nhẫn, không nhiều lời.
Công hội Vương Triều sẽ không chịu để yên đâu, chúng ta làm sao đây? Lấy tính cách của Công hội Vương Triều, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, kết cục bị bọn họ bắt được nhất định chỉ có chết. Bây giờ mọi người mau rút lui, dù sao, người của Công hội Vương Triều cũng chết hết rồi, không ai có thể tìm thấy chúng ta nữa. Nửa tiếng sau, thiếu hội trưởng Công hội Vương Triều từ trong phó bản đi ra, khuôn mặt căm giận thốt ra. Vẫn không thể có được tinh hạch của yêu tinh vương. Sau đó, một nhóm người khác cũng lần lượt đi ra từ phó bản khu mỏ. Vừa bước ra, thiếu hội trưởng không thấy ai liền lên tiếng hỏi. Mấy người Triệu Cát đi đâu rồi, những người phân tán ra đâu? Một cô gái tìm kiếm một hồi, không thấy người mình liền thất thố la lên. Thiếu hội trưởng, không còn người nào, đều biến mất rồi. Nghe cô nói, tên thiếu hội trưởng lạnh lùng ra lệnh. Phóng đạn tín hiệu, nếu như bọn họ ở gần đây, nhìn thấy chắc chắn sẽ đáp lại. Ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đang lo lắng không thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Triệu Cát dẫn người chạy đi đâu rồi sao? Đạn tín hiệu đã phóng, không một ai quay về, tên thiếu hội trưởng liền lạnh lùng nói. Tất cả đều không có ở quanh đây, nơi này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn tính toán trong lòng. Lấy thực lực của mấy người Triệu Cát, ở khu vực này chính là sự tồn tại áp đảo, hắn ta có thể bị giết sao? Nếu như từng chiến đấu thì sao ở đây lại không có chút dấu vết nào? Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền nói với mọi người. Nơi này nói không chừng sẽ có nguy hiểm, chúng ta rời đi trước. Sau khoảng một tiếng, Lâm Mặc Ngữ bây giờ cũng đã đánh đến chỗ của yêu tinh thủ lĩnh. Hắn vừa cho khô lâu lên tấn công, vừa đứng từ xa dùng linh hồn hỏa diễm tấn công. Lần này hạ quái thủ lĩnh, Lâm Mặc Ngữ nhận được 40.000 điểm kinh nghiệm, một quyển sách ma pháp của yêu tinh vương, một số vật phẩm lung tung. Hắn cầm quyển sách, mở ra xem, trong lòng suy tư. Quả nhiên, lần này không rơi tinh hạch của yêu tinh vương nữa. Đợi khi tới học viện Hạ Kinh, tìm một luyện kim sư dùng tinh hạch của yêu tinh vương làm thành nhẫn yêu tinh vương. Sách ma pháp của yêu tinh vương, cấp thanh đồng, tinh thần thể lực cộng 10, tăng uy lực kỹ năng hệ pháp sư 3%, cấp 12 có thể dùng. Xem xong thuộc tính của cuốn sách, Lâm Mặc Ngữ cất nó đi. Cuốn sách ma pháp này ngược lại còn có thể sử dụng, có hiệu quả với linh hồn hỏa diễm và bạo liệt thi thể, có điều lại vô dụng với cốt binh. Đồng thời, Lâm Mặc Ngữ bây giờ đã lên tới cấp 13. Hắn đứng trước cổng ra phó bản nghĩ thầm. Yêu cầu kinh nghiệm bắt đầu nâng cao rồi. Phó bản lần sau hẳn là có thể thăng lên cấp 14. Muốn thăng lên cấp 15, e rằng còn cần 3 lần nữa. Tính toán thời gian, ta nhiều nhất có thể vào phó bản 5 lần, tương đương với có thể thăng lên cấp 16. Cấp 16, vẫn hơi thấp hơn dự tính, nhưng để thi vào học viện Hạ Kinh thì cũng đủ rồi. Đi vào trong cổng, hắn liền đọc khẩu lệnh truyền tống ra ngoài. Bước ra khỏi cổng truyền tống, Lâm Mặc Ngữ ngó nghiêng không thấy ai, hắn thắc mắc nói nhỏ. Người đi đâu hết rồi? Cũng đúng, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất của những người phân tán. Phó bản chững lại rồi, ngày mai lại tới. Ngày hôm sau, khi Lâm Mặc Ngữ chuẩn bị đi soát phó bản, Hạ Tuyết cũng đi đến. Cô bây giờ là cấp 10, đang vui mừng nghĩ thầm trong lòng. Bản tiểu thư cuối cùng cũng thăng lên cấp 10, có thể khiêu chiến phó bản mỏ Tây Hải rồi. Nhìn một người đứng cùng một bộ khô lâu đứng đằng xa, cô ngạc nhiên thốt ra. Là Lâm Mặc Ngữ, chắc chắn là cậu ta. Cậu ta là người duy nhất có chức nghiệp tử linh sư, vật triệu hoán đó cả thế giới cũng chỉ có mình cậu ta có. Cậu ta muốn soát phó bản một mình. Nhìn Lâm Mặc Ngữ đi vào, cô nghĩ thầm. Cậu ta đã có thể soát phó bản khu mỏ một mình rồi. Có điều ta cũng là pháp sư nguyên tố chức nghiệp hy hữu cấp 10, rất dễ dàng tìm đội ngũ, ta sẽ không thua đâu, cứ đợi đấy. 45 phút sau, bên trong phó bản khu mỏ, Lâm Mặc Ngữ vừa chạm mặt boss cuối, đứng nhìn nó tính toán. Sau khi trải qua thăng cấp và thiền định hồi phục tinh thần, quân đoàn cốt binh của ta đã có 72 con rồi. Thấy con boss này cứ nằm ngủ mãi, Lâm Mặc Ngữ phóng ra linh hồn hỏa diễm nói lớn. Đừng ngủ nữa, mau dậy đi. Sau chốc lát, con boss đen đuổi lại bị hạ. Lâm Mặc Ngữ nhìn nó thở dài nói. Đừng buồn, ta tới thêm vài lần rồi sẽ không tới nữa. Ngược lại, dù sao ngươi cũng mang số phận bị người giết, bị ai giết cũng như nhau, bị ta giết còn nhanh hơn chút, đau đớn cũng ít hơn chút. Thực ra ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng không còn cách nào, phải thăng cấp mà. Lâm Mặc Ngữ bây giờ đã cấp 13, kinh nghiệm thăng cấp đạt 80%. Sau 12 tiếng, cái bản mặt đê tiện của hắn lại xuất hiện trước mặt con boss. Lời nói yêu thương từ miệng hắn lại phát ra. Hì hì, ta lại tới thăm mày rồi đây. Đừng sợ, ta tới thêm 3 lần rồi không tới nữa đâu. Hai người chúng ta cũng quen thuộc rồi phải không? Sau đợt này, Lâm Mặc Ngữ được một cây pháp trượng yêu tinh, chỉ số như quyển sách của yêu tinh. Và hắn giờ đã lên tới cấp 14, kinh nghiệm thăng cấp 60%. Xong xuôi, Lâm Mặc Ngữ lại ra bìa rừng ngồi thiền, tính toán sức mạnh của bản thân và khô lâu. Số lượng cốt binh tăng lên 76 con,
thuộc tính tư duy toàn bộ tăng lên 2300, chỉ tiếc, kỹ năng của cốt binh quá đơn giản, không đủ mạnh. Đang ngồi tính toán này kia, Hạ Tuyết đột nhiên đi đến trước mặt Lâm Mặc Ngữ kêu lên. Lâm Mặc Ngữ, cậu đạt cấp bao nhiêu rồi? Nhìn cô cả người lấm lem be bét, Lâm Mặc Ngữ nghĩ thầm. Hạ Tuyết, cô ta đi từ trong phó bản khu mỏ ra sao? Nghĩ, hắn liền thản nhiên nói. Cấp 14, nghe Lâm Mặc Ngữ nói, Hạ Tuyết sững sờ. Cái gì, cấp 14, sao cậu có thể nhanh như vậy? Ta tổ đội soát 2 lần phó bản mỏ bình thường thôi đã mệt chết rồi, mà mới lên tới cấp 11, quá ngạc nhiên, cô gào lên. Kể cả cậu có soát phó bản một mình cũng không thể nhanh thế được. Cô nghĩ trong lòng, phó bản tân thủ, cậu ta cấp 7, ta cấp 5, kém 2 cấp. Tại sao bây giờ ta cấp 11, cậu ta đã cấp 14 rồi, cách biệt càng lúc càng lớn. Nghĩ đến đây, cô liền xoay người rời đi, nói lại một câu. Bản tiểu thư sẽ không nhận thua đâu. Nhìn cô rời đi, Lâm Mặc Ngữ khó hiểu tự hỏi. Cô ta không phải vừa mới đi ra sao, lẽ nào cô ta không có thời gian hồi phó bản, sao lại đi tìm đội ngũ vào phó bản rồi. Sau một tiếng nữa, cô cả người xanh xao đi đến nhìn Lâm Mặc Ngữ, thấy hắn vẫn ngồi đấy thì cô liền rời đi. Cô lại đến phó bản la lên. Pháp sư nguyên tố cấp 11, tìm đội ngũ. Cô hạ quyết tâm, soát một lần là không đủ, phải soát thêm mấy lần nữa. Nhìn Hạ Tuyết, Lâm Mặc Ngữ nghĩ thầm. Cô ta cũng quá liều mạng rồi, cũng không cho ta cơ hội dò hỏi. Sau một giờ nữa, Hạ Tuyết lại đi đến trước mặt Lâm Mặc Ngữ, thở dốc nói từng chữ. Tôi sẽ không thua cậu đâu. Nghỉ được một lát, cô lại chạy đến khu mỏ, lại có tiếng tổ đội vang lên. Phó bản mỏ 4 thiếu 1, cần một pháp sư. Để ta là pháp sư nguyên tố cấp 11. Sau nửa tiếng nữa, cô lại đến trước mặt Lâm Mặc Ngữ, khó khăn nói từng câu. Bản tiểu thư đã đến cấp 12, rất nhanh sẽ có thể đuổi kịp cậu. Mệt chết ta rồi. Nhìn cô như thế, Lâm Mặc Ngữ mở miệng hỏi. Cô không mệt sao? Nghe Lâm Mặc Ngữ nói, Hạ Tuyết khó khăn trả lời. Mệt, sao có thể không mệt, bây giờ bản tiểu thư đến một ngón tay cũng không muốn động. Lâm Mặc Ngữ nghe, liền hỏi lại tiếp. Tại sao phải cố gắng đuổi theo tôi chứ? Nghe hắn hỏi, Hạ Tuyết giận dữ nói lớn. Tại sao, cậu vẫn còn mặt mũi hỏi bản tiểu thư tại sao? Bị cậu đè ép nhiều năm như vậy, tôi nhất định sẽ vượt qua cậu. Nghe lời này, Lâm Mặc Ngữ ôm đầu. Thì ra, chỉ là vì cái này. Hắn cười khổ trong lòng. Sớm biết cô ta như thế, cuộc thi này đáng lẽ mình nên buông tay cho cô ta thắng là được rồi. Bực bội qua đi, Hạ Tuyết bình tĩnh lại nói tiếp. Đương nhiên không chỉ nghĩ vậy, tôi muốn thi vào học viện Hạ Kinh, cậu cũng muốn thi phải không? Hẳn là cậu sẽ hiểu. Nghe cô nói, Lâm Mặc Ngữ nghĩ thầm. Muốn thi vào học viện Hạ Kinh, điểm an toàn là cấp 15, an toàn nhất là cấp 16, lấy tốc độ của cô ta. Cấp 15 cũng là rất khó. Nghĩ thế, hắn liền mở miệng cho ý kiến. Cô nên soát phó bản cấp ác mộng, như vậy mới có thể mau thăng cấp. Nghe Lâm Mặc Ngữ nói, Hạ Tuyết ngạc nhiên thốt ra. Cậu đùa à? Đội tinh anh đâu có dễ tìm như vậy, bọn họ đều cần chức nghiệp giả cấp 16, 17, tôi mới cấp 12, ai cần chứ? Cho nên, bản tiểu thư vẫn nên soát phó bản bình thường thêm vài lần nữa, cấp 14 hẳn là không thành vấn đề, cố gắng cấp 15 cũng không phải là không thể. Lâm Mặc Ngữ nghe. Liền hỏi cô một câu, làm sao cô có thể bỏ qua thời gian hồi phó bản? Nghe Lâm Mặc Ngữ hỏi, Hạ Tuyết ngạc nhiên bật dậy nói, vậy mà cậu lại không biết à? Cô thích chí cười nói, hóa ra còn có chuyện cậu không biết. Cậu nói mấy câu dễ nghe rồi tôi tiết lộ cho cậu. Nghe cô nói, Lâm Mặc Ngữ vẫn im lặng, không nói một lời. Đợi một lúc không nghe hắn nói gì, Hạ Tuyết đưa một cái đạo cụ ra trước mặt Lâm Mặc Ngữ rồi nói, đúng là đồ ngốc, đến nói đùa cũng không biết. Người ta nói tư duy của pháp sư là linh hoạt nhạy bén nhất, cậu cũng ngốc quá rồi. Nè, chính là bùa hộ mệnh hồi chiêu, giúp tôi rút ngắn thời gian hồi chiêu phó bản khu mỏ. Bùa hộ mệnh hồi chiêu sơ cấp, số lần sử dụng 7 trên 10, có thể rút ngắn thời gian hồi chiêu phó bản, chỉ có tác dụng với phó bản dưới cấp 20, cầm đạo cụ này, Lâm Mặc Ngữ mới ngạc nhiên trong lòng. Hóa ra là nhờ có món đồ này. Đưa cho Lâm Mặc Ngữ, Hạ Tuyết ủ rũ hỏi. Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Nghe cô nói, Lâm Mặc Ngữ liền hỏi. Thứ này có đắt không? Hạ Tuyết vẫn cúi đầu trả lời. Hẳn là khá đắt, khi đó, lúc ba tôi đưa cho tôi, dáng vẻ ông ấy trông cũng đau lòng lắm. Lâm Mặc Ngữ nghe cô nói, nghĩ ngay ra, thứ này bản thân hẳn là không có tiền mua nổi rồi. Đang ủ rũ, Hạ Tuyết đột nhiên vò đầu bứt tóc gào lên. Còn thời gian 2 ngày, tôi phải dùng hết 7 cơ hội. Thêm vào thời gian hồi chiêu của bản thân, ít nhất tôi cũng phải soát được phó bản 9 lần, mới có thể đảm bảo thăng lên cấp 15. Trời ạ, bản tiểu thư mệt chết mất. Thấy cô như thế, Lâm Mặc Ngữ nghĩ, không nói một câu gì. Nghĩ một hồi, hắn liền mở miệng nói. Tôi có thể dẫn cô đi soát phó bản,
đảm bảo cô thăng lên cấp 15, hơn nữa còn không cần cô ra tay. Nghe hắn nói, Hạ Tuyết sững sờ nhìn hắn, trong lòng suy nghĩ. Sao mình lại quên mất tên này có thể một mình soát phó bản, hai người cùng soát, kinh nghiệm càng nhiều, hơn nữa còn không cần tự mình ra tay, có điều. Nếu như vậy, thì đẳng cấp không phải là sẽ không thể đuổi kịp cậu ta sao? Nhưng ngược lại, nếu không soát với cậu ta, đẳng cấp cũng không thể theo kịp. Sau này, sớm muộn cũng có một ngày, có thể bắt kịp cậu ta. Nghĩ nghĩ chốc lát, cô liền tươi cười trả lời. Được, tôi đồng ý với cậu dẫn tôi đi soát phó bản, tôi chia bùa hộ mệnh cho cậu dùng. Thấy cô đồng ý, Lâm Mặc Ngữ liền đáp lời. Cô nghỉ ngơi trước đi, 2 giờ sau bắt đầu soát. Nghe Lâm Mặc Ngữ nói, Hạ Tuyết vươn vai, uể oải nói nhỏ. Vừa hay, bản tiểu thư ngủ trước. Sau đó, Hạ Tuyết nằm ngủ, Lâm Mặc Ngữ tiến vào trạng thái thiền định hồi phục tinh thần lực. 2 tiếng sau, Hạ Tuyết phấn chấn đi theo Lâm Mặc Ngữ đến trước phó bản khu mỏ. Cô đứng phía sau, cho Lâm Mặc Ngữ chọn cấp độ tiến vào. Lâm Mặc Ngữ một tay ấn lấy đạo cụ hồi phục thời gian chờ phó bản. Một tay liền chọn lấy cấp độ ác mộng để đi vào. Nhìn hắn chọn cấp độ, Hạ Tuyết ngạc nhiên nói lớn lên, chờ một chút, cậu chọn nhầm cấp ác mộng à, nhưng đã muộn vì truyền tống đã bắt đầu. Vào bên trong, cô kiểm tra chỉ số của quái, nói với Lâm Mặc Ngữ. Thuộc tính quái vật cao như vậy, đây rõ ràng là độ khó cấp ác mộng. Lâm Mặc Ngữ có phải cậu chọn nhầm rồi không? Nghe cô hỏi, Lâm Mặc Ngữ đứng đó gọi khô lâu ra, không trả lời cô. Sau đó, hắn tiến lên, đi ra khỏi pháp trận bảo vệ, lạnh lùng nói. Theo sát tôi. Hạ Tuyết nghe, cô cũng chạy theo, hoảng sợ nói ra. Lâm Mặc Ngữ, cậu điên rồi à, chúng ta sẽ chết đó. Cô đi khép nép sau lưng hắn, trong lòng hoảng sợ nghĩ thầm, nhưng mà trốn ra khỏi phó bản như vậy, chắc chắn sẽ bị cậu ta cười nhạo. Thấy cô ta cứ đi khép nép sau lưng mình, Lâm Mặc Ngữ ngoái đầu lại nói. Nhanh một chút, không phải là cô sợ chứ. Vừa mới nói xong, đằng sau lưng liền vang lên tiếng của Hạ Tuyết. Còn lâu tôi mới sợ. Lâm Mặc Ngữ chỉ huy khô lâu, cho bọn chúng ầm ầm xông lên, khô lâu xông lên, gặp quái cũng không đánh, cho dù bị đánh cũng vẫn chạy lên. Thấy thế, Hạ Tuyết không kìm lòng hỏi. Sao cậu lại không đánh trả lại? Nhìn cảnh trước mặt, cô nghĩ thầm. Quái vật thuộc tính cao như vậy, vậy mà hoàn toàn không thể gây sát thương cho khô lâu của cậu ta. Khô lâu đi rồi, đám quái đa số đều bị dụ đi hết. Cô chạy theo Lâm Mặc Ngữ khó hiểu trong lòng, không biết hắn đang muốn làm cái gì. Chạy theo một hồi, cô mới hoảng sợ ngây người. Đập vào mắt cô, là một con sói vương đang chặn lại đường. So sánh kích thước của nó với phó bản của cô từng đánh, nó to gấp đôi ở phó bản bình thường. Đồng thời, khô lâu cũng đang không ngừng dụ quái chạy đến đây. Con sói thấy người đến, nó liền chu lên một tiếng, gọi đám sói giữ khu mỏ ra cắn người. Lâm Mặc Ngữ cũng không chậm, bắt đầu sử dụng kỹ năng bạo liệt thi thể. Nắm chặt bàn tay, bạo liệt thi thể liền được thi triển. Trong lòng hắn nghĩ thầm. Đánh như trước kia đúng là lãng phí thời gian, dùng bạo liệt thi thể miểu sát, có thể tiết kiệm cho ta không ít thời gian và sức lực. Sau đó, một đợt vụ nổ liên hoàn xảy ra ngay trước mặt của Hạ Tuyết, kinh nghiệm của cô trong phút chốc tăng 30%. Nhìn con này nổ rồi con bên cạnh nổ theo, cứ thế mà nổ lan ra cả đàn, Hạ Tuyết ngạc nhiên nói ra. Đây là chiêu thức gì, phó bản còn có thể soát như vậy sao? Vài giây sau, sói vương cũng đã nằm xuống, nhìn cảnh này, Hạ Tuyết sững sờ. Chết rồi, đơn giản thế thôi à? Mình tổ đội 3 người, rằng có hơn 20 phút mới khó khăn giết chết được sói vương. Thế mà giờ mới vài giây đã bị nhiều sát rồi. Thấy cô đứng ngây ngốc ở đó, Lâm Mặc Ngữ vẫy tay nói lại. Đi thôi. Nhìn hắn ung dung rời đi, Hạ Tuyết ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Lâm Mặc Ngữ, cậu đều soát phó bản cấp ác mộng một mình sao? Trong lòng cô thổn thức không thôi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, mình hoàn toàn không thể tin được, một chức nghiệp giả cấp mười mấy lại có thể soát phó bản cấp ác mộng một mình. Cô chạy theo hỏi không ngừng. Lâm Mặc Ngữ bất lực, bảo hắn đã soát từ khi cấp 10 rồi. Chạy theo một lát, cô lại đứng hình nhìn cảnh trước mắt. Tính toán thời gian, từ khi tiến vào phó bản đến bây giờ, mới chỉ qua trên dưới 10 phút, đã gặp được boss cuối cùng rồi. Lúc trước, tổ đội soát phó bản cấp bình thường, cả đội ít nhất cũng phải mất hơn 1 tiếng mới đánh tới nơi này. Sau gần 1 phút, boss cuối cùng cũng đã bị miểu sát rồi. Nhìn Lâm Mặc Ngữ, cô lại ngạc nhiên hơn, hắn bây giờ, đã thăng lên đến cấp 15. Nhìn lại bản thân, cô mới cấp 12, kinh nghiệm thăng cấp 70%. Thấy thế, cô nghĩ thầm. Khoảng cách với cậu ta quả nhiên lại bị kéo giãn rồi. Ủ rũ qua đi, cô để ý vật phẩm mà boss cuối rơi ra. Đó là một cái trường kiếm yêu tinh, đáng tiếc không phải là pháp trượng cho pháp sư. Nghe cô nói nhỏ một mình, Lâm Mặc Ngữ liền hỏi cô có muốn pháp trượng không? Nghe thế, Hạ Tuyết nhỏ giọng nói nhỏ. Pháp trượng của yêu tinh vương là vũ khí tốt nhất đối với pháp sư dưới cấp 20 rồi. Mặc dù sàn giao dịch cũng có, nhưng tôi không muốn hỏi xin tiền ba.
Thấy cô phiền muộn thế, Lâm Mặc Ngữ móc cây quyền trượng mà lần trước đánh được ra, ném cho cô. Hạ Tuyết bắt lấy quyền trượng, có chút sững sờ. Cô cầm lấy, liền ngạc nhiên hỏi. Sao cậu không để lại mà dùng? Lâm Mặc Ngữ liền móc ra quyển sách yêu tinh, thờ ơ trả lời. Tôi có cái này rồi, hơn nữa, tôi không thích pháp trượng. Nghe những lời này, Hạ Tuyết nắm chặt cây quyền trượng, trong lòng thầm than. Từ đầu đến cuối đều không thấy cậu ta lấy quyển sách ma pháp kia ra, hoặc là, chút đồ lặt vặt này, cậu ta hoàn toàn không để vào trong mắt. Lâm Mặc Ngữ bây giờ đã lên đến cấp 15, kinh nghiệm thăng cấp 8%. Chỉ số sức mạnh, linh hoạt, thể lực mỗi thứ 200, chỉ riêng tinh thần là 800. Sau khi thăng lên cấp 15 thì tinh thần và thể lực tăng thêm 20 điểm. Không gian triệu hoán của Lâm Mặc Ngữ hiện tại là 84/150, các kỹ năng khác trừ bạo liệt thi thể đều ở cấp 15, đạo cụ bao gồm pháp bảo tri thức và sách ma pháp của yêu tinh. Nhìn yêu tinh vương bị hạ rơi ra vật phẩm, Lâm Mặc Ngữ nghĩ thầm. Quả nhiên, dùng cách đánh bạo liệt thi thể để chém quái nhanh lên không ít. Mặc dù tổ đội phải chia một ít kinh nghiệm, nhưng mượn đạo cụ của Hạ Tuyết, soát phó bản thêm 5 lần nữa, là có thể thăng lên cấp 16 rồi. Nghĩ đến đây, hắn ngồi xuống vuốt ve đầu con yêu tinh vương, nhỏ giọng an ủi. Thật xin lỗi, có thể còn phải giết ngươi thêm 5 lần nữa. Thấy Lâm Mặc Ngữ ngồi nói chuyện với bót, Hạ Tuyết liền đi đến, vỗ vai hắn tò mò hỏi. Sao cậu lại nói chuyện với bót, dù sao nó cũng không nghe hiểu. Nghe cô hỏi, hắn hơi ủ rũ nói nhỏ. Chỉ là muốn nói mà thôi, nó có thể nghe hiểu hay không cũng không quan trọng. Sau đó, Lâm Mặc Ngữ đứng dậy, đi ra cửa truyền tống. Nhìn theo bóng lưng hắn, Hạ Tuyết nghĩ thầm. Ai lại nghiêm túc nói xin lỗi với bót như vậy chứ? Bót phó bản không phải là để soát sao? Nghĩ lại cảnh hắn ngồi xin lỗi con bót, Hạ Tuyết mỉm cười thốt ra. Đúng là tên lập dị, lại có phần đáng yêu. Cô đi đến, Lâm Mặc Ngữ liền ngoái đầu lại bảo. Ra ngoài thôi, chúng ta lại tiếp tục. Nghe hắn nói, cô mỉm cười đồng ý. Được, chúng ta tiếp tục. Ra ngoài, họ lại bắt đầu tiến vào lại. Lâm Mặc Ngữ lại dùng đạo cụ xóa thời gian chờ đi. Chốc lát sau, con yêu tinh vương lại bị Hạ Tuyết vui vẻ lụm vật phẩm nó rơi ra. Sau đó lại là lần 3, lần 4, lần 5, con yêu tinh vương càng lúc càng không có lực chống trả. Sau khi xài hết đạo cụ bỏ qua thời gian hồi, Hạ Tuyết hiện tại đã cấp 14, kinh nghiệm thăng cấp 20%. Cô nghĩ thầm, hết số lần sử dụng bùa hộ mệnh, khoảng cách tới hôm thi còn hơn một ngày nữa, còn đủ soát 2 lần. Có thể thăng tới cấp 15, nắm chắc 10 phần có thể thi vào học viện Hạ Kinh. Cô tươi cười nói với Lâm Mặc Ngữ. Lâm ngốc, cậu cũng sắp thăng cấp rồi nhỉ? Lâm Mặc Ngữ bây giờ đã đến cấp 15, kinh nghiệm thăng cấp 85%. Nghe cô hỏi, hắn thản nhiên ừ một tiếng. Thấy thế, Hạ Tuyết liền hỏi tiếp. Lâm ngốc, có muốn thử đạt trạng nguyên một lần không? Lâm Mặc Ngữ nghe thì khó hiểu hỏi lại. Trạng nguyên sao? Hạ Tuyết liền giải thích cho hắn. Có thể trở thành trạng nguyên tỉnh, sẽ nhận được rất nhiều điểm, thứ đó cực kỳ có ích ở học viện Hạ Kinh. Quan trọng chính là cậu sẽ có cơ hội gia nhập học viện sáng thần. Nghe ba tôi kể, học viện sáng thần là học viện lợi hại nhất trong thần hạ đế quốc. Người học viện Hạ Kinh tuyển nhận là thiên kiêu tinh nhuệ, thì người trong học viện sáng thần chính là những nhân vật đứng đầu trong thiên kiêu. Nghe nói, đàn anh Tô Ngàn Tinh từng gia nhập, cũng chính là người duy nhất của thành phố Tây Hải chúng ta. Tôi cảm thấy cậu có cơ hội thành người thứ hai, nếu như cậu có thể thi vào, hiệu trưởng Lục có nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Trong lòng cô nghĩ thầm, cách tên này soát phó bản trước nay chưa từng thấy, hoàn toàn đổi mới nhận thức của mình, nếu như cậu ta không thể tiến vào học viện sáng thần thì còn ai có thể tiến vào. Nghe những lời này, Lâm Mặc Ngữ trầm tư. Chỉ ở học viện Hạ Kinh, ta nhất định phải thi vào. Học viện sáng thần, nếu có cơ hội thì chắc chắn phải thử một phen. Đang trầm tư thì Hạ Tuyết nhìn ngó xung quanh, thấy một kỵ sĩ đang đi tìm tổ đội thì la lên. Đó không phải là Cao Dương sao? Cao Dương hiện tại đã lên đến cấp 11, nhưng hắn hỏi tổ đội thì không ai nhận cả. Hắn cũng hiểu rõ, cấp 11 mà còn là kỵ sĩ thì không ai cần, đội ngũ đều cần kỵ sĩ cấp 13 trở lên, đến giờ hoàn toàn là thử vận may. Nghe Hạ Tuyết nói, Lâm Mặc Ngữ đi đến, nói với Hạ Tuyết dẫn Cao Dương đi theo. Hạ Tuyết nghe thì cười cười, bảo sao cũng được. Mà cũng lúc này, ở công hội Vương Triều, cha của tên thiếu hội trưởng đang mắng xối xả hắn. Não con bị chó điên ăn mất rồi à? Chuyện như phong tỏa phó bản sao con lại nghĩ ra được? Con coi thần hạ đế quốc và hiệp hội chức nghiệp giả là đồ trang trí à? Con muốn chết cũng đừng kéo công hội xuống nước cùng. Nổi giận qua đi, lão cũng bất lực nói. Mấy ngày này con đừng đi đâu nữa, chờ trong công hội đi. Dù sao con cũng đã ở cấp 16 rồi, yên tâm chờ kỳ thi là được. Nghe thế, tên thiếu hội trưởng hơi run run hỏi lại. Vậy mấy người Triệu Cát? Thì sao? Cha hắn nghe liền thở dài trả lời. Đã phái người điều tra rồi, chuyện này không cần con quan tâm nữa, có thể khiến nhiều người như vậy mất tích cùng một lúc,
thực lực của kẻ đó không phải là thứ con cần nhọc lòng. Trong lòng ông thì đang giận đến hóa cười. Vậy mà lại có người dám ức hiếp lên đầu công hội vương triều ta, ha ha. Quay về chỗ phó bản, Lâm Mặc Ngữ vùng Hạ Tuyết đi đến, Cao Dương nghe gọi tên liền sửng sốt quay đầu lại. Thấy hai người tươi cười đi với nhau, hắn đưa ra cái mặt nham hiểm hỏi. Hai người các cậu đây là? Thấy hắn như thế, Hạ Tuyết bực mình nói lại. Ngậm cái miệng cậu vào, nếu không tôi sẽ xé xác cậu. Bị uy hiếp, Cao Dương gãi đầu cười bảo. Hì hì, đùa chút thôi mà, đại tiểu thư đừng coi là thật. Thấy hắn biết điều, Hạ Tuyết nói tiếp. Đừng tìm đội ngũ nữa, đợi thời gian hồi phó bản của hai chúng tôi kết thúc, sẽ dẫn cậu đi soát phó bản. Trước kỳ thi dẫn cậu thăng lên cấp 12 chắc chắn không thành vấn đề. Nghe mấy lời này, Cao Dương đôi mắt tỏa sáng, cảm kích không ngừng. Thật sao, hai người đúng là ân nhân lớn của tôi, học viện tôi muốn thi vào, vừa vặn cần tăng lên cấp 12 mới có thể nắm chắc, sợ tên này lại làm loạn, Hạ Tuyết liền nói. Nếu cậu còn trưng ra cái bộ mặt như nãy nữa, chúng tôi sẽ kệ cậu luôn. Nghe mấy lời này, Cao Dương cúi người khẳng định. Tiểu thư Hạ Tuyết yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc nghe ngài chỉ huy. Ngài chỉ đông tôi không dám đi Tây, ngài muốn tôi giả chết, tôi tuyệt đối sẽ không đứng dậy. Thấy hắn làm còn khoa trương hơn, Hạ Tuyết bực mình quát lên. Im mồm. Nhìn thấy Hạ Tuyết sắp tẩn mình một trận rồi, Cao Dương mới bớt nhây một xíu. Tiểu nhân tuân lệnh, chỉ là không biết thời gian hồi phó bản của hai vị đây còn bao lâu. Hạ Tuyết dập ngọn lửa trên tay đi, thản nhiên trả lời. 10 tiếng. Biết được thời gian, Cao Dương liền xoay người, nói lại với Lâm Mặc Ngữ. Được, lát tôi quay lại, hai vị cứ nghỉ ngơi trò chuyện thật tốt, tôi đi soát dã quái. Mặc Ngữ cố lên, tôi xem trọng cậu, cậu nhất định có thể bắt được Hạ. Nói chưa xong, một quả cầu lửa trả bá liền từ chỗ Hạ Tuyết bay đến. Cao Dương thấy, vắt chân lên cổ, vừa la hét cứu mạng vừa chạy đi. Nhìn Cao Dương chạy đi, Hạ Tuyết vẫn còn bực bội nói ra. Tên Cao Dương này, miệng quá tiện, mở mồm câu nào là gợi đòn câu đó. Nghe cô nói, Lâm Mặc Ngữ thản nhiên trả lời. Cậu ấy chỉ là có hơi ngốc nghếch mà thôi. 10 tiếng sau, Cao Dương quay lại, thấy Lâm Mặc Ngữ bấm chọn cấp độ ác mộng thì lại hỏi liên tục. Lâm lão đại, tiểu thư Hạ Tuyết, hai người không phải chọn sai cấp độ rồi chứ, sao lại là cấp ác mộng? Hạ Tuyết nghe, lạnh lùng trả lời. Bớt nói nhảm, theo sát phía sau là được, dù sao cũng không cần cậu đánh quái. Phó bản truyền tống vào, Cao Dương khổ sở gào thét, Hạ Tuyết thấy thế thì vui mừng trong lòng. Cuối cùng cũng không phải là chỉ có mình mới có loại phản ứng này rồi. Vào phó bản, Hạ Tuyết bước một bước thì Cao Dương theo sau một bước. Thấy hắn như thế, Hạ Tuyết bực mình hỏi. Cậu bám sát theo tôi làm gì? Cao Dương nghe thì cười cười trả lời. Đây là phó bản cấp ác mộng đó, tôi mà bị quái vật vuốt ve cái là toi luôn. Nghe hắn nói, Hạ Tuyết càng bực hơn nói ra. Nhưng cậu là chiến binh, có chiến binh nào đi núp sau lưng phụ nữ không hả? Đi một hồi. Đến trước mặt bót cuối, Lâm Mặc Ngữ liền dùng bạo liệt thi thể diệt luôn nó. Nhìn con bót nằm một đống ở đó, Cao Dương liền gào lên. Đây là bót cấp ác mộng đó, e rằng mấy chục đội ngũ của tôi cũng chưa đánh thắng được bót như thế, cứ vậy là bị hạ rồi. Thấy hắn như thế, Hạ Tuyết cười cười bảo, nhìn thêm vài lần là quen y mà. Nhưng mà, hắn rất nhanh đã thích nghi ngay, ôm lấy chân Lâm Mặc Ngữ cầu khẩn. Lão đại, Lâm lão đại, sau này soát phó bản có thể dẫn tôi theo được không? Thấy cái bộ dạng của hắn. Hạ Tuyết cúi người nói lại, cậu tốt xấu gì cũng là chiến binh, có thể có tinh thần của chiến binh một chút được không, đừng mất cốt khí như vậy nữa được không? Nghe cô nói, Cao Dương khó hiểu gào lên hỏi, tinh thần chiến binh dùng để làm gì, có lão đại ở đây rồi, cần đến cái tinh thần chiến binh làm gì? Nghe tên này ném mặt mũi bám lấy mình, Lâm Mặc Ngữ bất lực nói ra, cậu bỏ tôi ra, dẫn cậu soát cùng cũng được. Hắn tính toán, soát phó bản thêm một lần nữa, mình sẽ lên cấp 16, Hạ Tuyết có thể tới cấp 15. Cao Dương có thể tới cấp 12, sau đó, bắt đầu đợi kỳ thi. Nghĩ đến đây, hắn cũng bắt đầu truyền tống quay ra bên ngoài. Chiều đó, ở tường thành của thành phố, một đám lão sư đứng trên thành hỏi nhau. Đám trẻ hẳn là phải trở lại rồi chứ nhỉ? Ngày mai chính là ngày thi, không biết kết quả sẽ như thế nào. Lão Lục, hai thiên tài đó của trường chúng ta nghe nói đều có mục tiêu là học viện Hạ Kinh. Nghe hai người kia nói, Lục hiệu trưởng liền trả lời. Đúng vậy, Mặc Ngữ và Hạ Tuyết đều muốn thi vào học viện Hạ Kinh, dựa theo tiêu chuẩn của những năm trước, cấp 15 mới có thể nắm chắc phần thắng, cấp 16 mới có thể đảm bảo chắc chắn không chút sơ hở. Khó đây, cấp 15 còn dễ nói, chứ cấp 16 quá khó, thành phố Tây Hải của chúng ta ngoại trừ Tô Thiên Tinh, cũng chỉ có chị gái của Lâm Mặc Ngữ là đạt tới cấp 16 vào năm ngoái. Hiệu trưởng Niệm thì nói, trong lòng thì cầu mong, một người là em trai của Lâm Mặc Hàm. Một người là thiên kim Hạ gia, có lẽ đều có thể tạo nên kỳ tích. Đúng lúc này, một vị lão sư nhìn ra xa nói lại,
có người trở về rồi. Hắn là Hứa Chấn, cấp 12. Thấy thế, đám lão sư liền vui mừng cười nói. Là tam trung của chúng ta, cấp 12, không tồi, không hổ là một trong những thiên tài trường chúng ta. Sau một lát, lại có một cô gái chức nghiệp cung thủ cấp 13 quay về, trên tường thành lại có tiếng reo hò. Bạn học văn minh nhị trung chúng ta trở về rồi. Sau một lát, đám lão sư lại bàn tán. Cấp 13, còn cao hơn tam trung chúng ta một cấp. Lão sư kia nghe, hừ lạnh trả lời. Đẳng cấp không nói lên cái gì, thành tích khi thi mới quan trọng. Lục hiệu trưởng nghe, trong lòng nghĩ thầm. Một đám lão gia hỏa, thật sự không thấy mất mặt, có điều mọi người đều gần như nhau, đến một người cấp 14 trở lên cũng chưa xuất hiện. Nhìn đàn chim bay về núi đi ngủ, lục hiệu trưởng sốt ruột tự hỏi. Hạ Tuyết, Lâm Mặc Ngữ, Cao Dương, sao một đứa cũng chưa quay lại? Theo lý mà nói, ba người chúng nó hẳn là phải về rồi mới đúng, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi? Đợi thêm một lát, ba người cùng nhau từ xa xa tiến lại thành trì. Nhìn thấy bọn họ ở phía xa, lục hiệu trưởng mừng rỡ, thở phào một hơi. Tới rồi, cuối cùng cũng về rồi, bình an trở về là tốt rồi, cũng không biết bọn chúng thăng được mấy cấp. Cao Dương và Hạ Tuyết đi đến trước, Cao Dương hiện tại cấp 12, Hạ Tuyết cấp 15, nhìn thấy cảnh này, đám lão sư đều thất thố. Con bé này thực sự thăng lên cấp 15 rồi. Lục hiệu trưởng nghe, mừng rỡ cười nói, như vậy ít nhất có 8 phần nắm chắc thi vào học viện Hạ Kinh rồi. Một vị lão sư liền cười nói với lão, năm nay lão Lục được nở mày nở mặt rồi. Nhưng mà khi Lâm Mặc Ngữ đi đến gần, mọi người thấy hắn cấp 16 thì la lớn lên, cấp 16, mấy vị lão sư này đều thất thố, gào hét lên với nhau. Còn cao hơn Hạ Tuyết một cấp, tốc độ này quá nhanh rồi, bọn chúng chắc chắn vẫn luôn soát phó bản, các người nhìn vũ khí của bọn chúng xem. Trên tay Cao Dương là khiên kiếm, trong tay Hạ Tuyết là pháp trượng, đều là vũ khí của yêu tinh vương. Xác suất rất thấp, muốn thu được trang bị vũ khí tương đương, thật sự không hề dễ dàng, xem ra bọn chúng cũng cực kỳ nỗ lực. Vào thành, hiệu trưởng dắt mọi người đến xe buýt cười bảo, các cậu lên xe chờ trước đi, đợi người về đủ rồi, sẽ cùng nhau về trường. Cao Dương nghe thì tươi cười đáp, đã rõ thưa hiệu trưởng đại nhân. Hiệu trưởng trong lòng cười thầm, lần này có thể hung hăng cướp hào quang trước mặt mấy lão gia hỏa kia rồi. Trước khi quay về, lão nói với mấy người, tối nay mọi người hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, mai sáng sớm quay lại trường, chúng ta đến trước điểm thi. Ngồi trên xe Lâm Mặc Ngữ nghĩ thầm, đạt cấp 16 rồi. Mình có tự tin tuyệt đối có thể thi vào học viện Hạ Kinh, bây giờ xem ra, ngược lại có thể tranh vị trí trạng nguyên tỉnh hay không, còn có cái học viện sáng thần đó nữa. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc Ngữ tiến vào trường, trong lòng tính toán. Tinh thần lực đều đã hồi phục hoàn hảo, khô lâu tổng 100 con, thuộc tính cũng đạt tới 2.500 rồi, bây giờ mình đang ở trạng thái đỉnh phong rồi. Vừa vào cái, Cao Dương liền vẫy tay với hắn hô lớn, Lâm lão đại, bên này. Nghe tiếng hắn, Hạ Tuyết đang cười nói với mấy nữ sinh khác cũng ngoái đầu nhìn. Cô đi đến hỏi hắn, có nắm chắc không? Lâm Mặc Ngữ nghe, thờ ơ một tiếng. Thấy hắn nói, cô liền cười bảo, vậy chúng ta gặp lại ở học viện Hạ Kinh. Nghe cô nói, Lâm Mặc Ngữ gật đầu đồng ý. Sau một lát, mỗi người được phát cho một viên đá truyền tống, hiệu trưởng liền đứng trên bục giải thích. Đây là đá truyền tống, mọi người bóp vỡ nó, hoặc là dùng tinh thần lực kích thích, sẽ có thể truyền tống đến địa điểm thi. Ta lại lắm lời một câu nữa, trong quá trình thi, mọi người phải đảm bảo an toàn của bản thân đầu tiên, tính mạng quan trọng nhất. Được rồi, bây giờ bắt đầu truyền tống đi. Bóp vỡ đá truyền tống, nhìn địa điểm thi có vô số người, Lâm Mặc Ngữ tính toán. Xem ra, số lượng thí sinh chắc phải trên 1 vạn. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác, mặt đất đang yên bình thì bị nứt toác, một cái tháp từ dưới chui lên, kèm theo âm thanh vang vọng. Tháp thí luyện mở ra, ngọn tháp trồi lên, âm thanh vang vọng không ngừng. Mời tất cả thí sinh cẩn thận lắng nghe quy tắc của kỳ thi, không được phép phát ra tiếng động, không được phép đưa ra câu hỏi, người vi phạm sẽ trực tiếp bị tước bỏ tư cách thi. Nghe mấy lời này, có vài người xì xầm nói nhỏ. Không được phép đặt câu hỏi sao, lỡ như nghe không hiểu thì sao? Hai đứa này mới mở miệng nói nhỏ hai câu, liền có hai cột sáng truyền tống đi, âm thanh kia lại vang lên. Vi phạm quy tắc, tước bỏ tư cách thi. Nhìn Cao Dương luôn bố bố cái mồm, giờ lại đang bịt chặt miệng, Lâm Mặc Ngữ cười thầm. Tên kia coi như cũng tự mình biết điều. Sau đó, trên tháp xuất hiện vài thân ảnh, âm thanh lại vang lên. Tháp thí luyện sẽ sắp xếp cảnh thi khác nhau cho từng chức nghiệp khác nhau. Chức nghiệp loại chủ chiến sẽ sắp xếp để loại chủ chiến. Chức nghiệp loại hỗ trợ sẽ sắp xếp để không phải chiến đấu. Sau khi thông qua phần thi cơ bản, từng chức nghiệp sẽ nhận được quyền lợi lựa chọn độ khó. Độ khó có 3 cấp, gồm bình thường, cơ bản, và ác mộng. Độ khó khác nhau, thành tích khác nhau, sẽ nhận được số điểm khác nhau. Điểm số chính là thành tích thi của các bạn,
cũng có thể sử dụng ở những học viện, cao đẳng các bạn muốn thi vào. Ở nơi đó, điểm số còn hữu dụng hơn kim tệ. Cuối cùng, nhắc lại một lần, trang bị tùy thân mang theo có thể sử dụng bình thường. Ngoại trừ những thứ đó, bất kỳ đạo cụ nào cũng không thể sử dụng. Không gian trữ vật sẽ bị phong tỏa. Người vi phạm quy định, sẽ tước bỏ tư cách thi như nhau. Tất cả thí sinh xếp hàng vào tháp. Âm thanh này kết thúc, mọi người đã bắt đầu xếp hàng đi vào. Lâm Mặc Ngữ ở trong đám người, vừa tiến vào vừa suy nghĩ. Chỉ mình tỉnh Giang Ninh đã có nhiều người tham gia thi như vậy rồi, toàn quốc e rằng sẽ có trên 100 vạn thí sinh.